Những ngày vừa qua, hình ảnh về ngư phủ mặt mũi sưng húp vì bị tấn công trên tàu cá cùng gia cảnh phía sau của anh đã khiến dư luận không khỏi thương xót. Đã 6 tháng trôi qua, kể từ ngày anh khai báo việc bị ra tay dã man trên tàu cá. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, khi xác định vụ việc cần giám định thương tích của nạn nhân, vậy 6 tháng trôi qua vết thương đã lành liệu có thể giám định. Liên quan đến clip người đàn ông bị ra tay dã dạ man trên tàu cá, luật sư Hồ Nguyên Lễ, giám đốc công ty luật Tín Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, các nạn nhân thực tế đã có hậu quả thương tích. Mặc dù qua làm việc cả anh Trương Văn Trung 47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và anh Lê Văn Bình 30 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, không yêu cầu xử lý hình sự, nhưng với hậu quả thương tích như trên, thì cơ quan công an khi tiếp nhận thông tin trình báo phải tiến hành đưa đi giám định tỷ lệ thương tật theo quy định. Bởi các anh Trung, anh Bình là những người làm công cho chủ tàu, trong khi đó con của chủ tàu là người trực tiếp gây thương tích đối với nạn nhân. Khi đi biển, các nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc vào tay công về vật chất, về tinh thần nên nạn nhân không thể tự mình bảo vệ trên biển và đến khi về đất liền mới trình báo công an. Luật sư lễ lý giải thêm, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì bị xử lý theo tội hành hạ người khác. Vấn đề đặt ra là, sau nhiều tháng không giám định nếu các vết thương đã lành thì còn giám định tỷ lệ thương tật được không? Về vấn đề này, luật sư lễ cho hay, Việc giám định đối với yêu cầu tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe là giám định bắt buộc theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự tại điều 206, nên dù vết thương đã lành thì vẫn có thể tiến hành giám định để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Đối với trường hợp bị hại từ chối giám định thì sẽ bị dẫn giải, áp giải đi giám định theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự tại điểm B khoản 2 điều 127 quy định về áp giải dẫn giải cụ thể dẫn giải có thể áp dụng đối với người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quy định trường cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan như vậy dù vết thương da thịt của nạn nhân đã lành qua thời gian nhưng cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành giám định thương tích lấy cơ sở điều tra vụ án và có lẽ Đau đớn nhất vẫn là vết sẹo trong lòng của hai ngư dân khi bị ra tay tàn nhẫn bằng nhiều vật dụng trên tàu cá. Hy vọng, cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, xử phạt thích đáng những đối tượng có hành vi tàn nhẫn để không còn những vụ việc thương tâm tương tự xảy ra. Thời gian vừa qua, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị một nhóm người tấn công dã dạ man mặc cho nạn nhân nài nỉ xin thà sự việc được cho là xảy ra trên một tàu đánh cá của ngư dân kiên giang đang hoạt động ngoài biển ngay sau khi nhận được thông tin văn phòng công an tỉnh cà mau cho hay lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện trần văn thời vào cuộc yêu cầu chủ tàu cá xảy ra vụ việc đưa ngay tàu vào bờ để làm rõ vụ việc bên cạnh đó mới đây người mẹ của nạn nhân trong đoạn clip cũng lên tiếng tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của con trai mình Bà Võ Thị Lệ, 66 tuổi, mẹ của anh Trương Văn Trung, một trong hai nạn nhân bị tấn công dã man trên tàu cá ở vùng biển Cà Mau cho biết, khoảng 3 tháng trước, một người thu mua thủy sản báo tin con trai bà bị nhiều người gây thương tích. Theo hướng dẫn của người thu mua tôm, bà Lệ đến một cơ sở y tế ở Sông Đốc thì thấy con trai mặt đầy sẹo. Bà Lệ kể, tôi bị sốc khi nhìn con trai mặt đầy thương tích, tay phải bị kìm bấm kẹp phải khâu lại nhưng sẹo to lắm. Trung bị nhiều người tấn công nên tay trái bị điếc. Theo người phụ nữ này hơn một tháng, Trung nằm viện và thường xuyên thuê xe ôm trở đi lại giữa hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Bà Lệ dùng hai từ đau đớn để miêu tả cảm xúc khi thấy con trai thương tích đầy mặt vì bị những đồng nghiệp cùng tàu cá ra tay. Bà Lệ nói, con tôi bị thương tích nặng nên phía chủ tàu bồi thường 150 triệu đồng. Cậu Bình bị thương nhẹ hơn được bồi thường 50 triệu. Gia đình tôi nghèo nên Trung muốn có tiền để trị bệnh. Nhưng tôi nhất quyết phải yêu cầu cơ quan điều tra xử lý nghiêm, đến nơi đến trốn đối với những người ra tay với con tôi. Bà Lệ cho biết anh Trung được bồi thường thông qua đầu mối đưa con bà đi làm ngư phủ, gia đình không trực tiếp chứng kiến. Sau khi xuất viện, anh Trung tiếp tục theo tàu cá đi đánh bắt hải sản và gửi cho mẹ 3 triệu đồng người mẹ kể nhà tôi nghèo nên năm đứa con trai đều đi làm thuê trong đó trung và một đứa em của nó đi biển chồng tôi đã mất trung thì ly hôn vợ nó nhận nuôi hai đứa con một trai một gái con gái của trung đã lấy chồng con trai thì theo cha đi biển mấy tháng nay không thấy về nhà Liên quan đến vụ việc, bà Dương Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Minh Bắc, cho biết gia đình anh Trung thuộc diện cận nghèo. Do sự việc xảy ra ở Cà Mau nên sáng 17 tháng 11, bà Hằng mới biết được việc người đàn ông này bị tấn công qua phương tiện truyền thông. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Minh Bắc nói: "Tôi đã kêu cầu lực lượng của công an xã đến nhà anh Trung để động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh Trung về mặt pháp lý để đòi lại công bằng." Theo bà Hằng, thông qua người môi giới đưa ông Trung đi làm, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin với nội dung chủ tàu cá BT97993TS đã bồi thường cho ông Trung 150 triệu đồng. Bà Dương Thúy Hằng nói, người đầu mối đưa anh Trung đi biển nói rằng chủ tàu bồi thường 150 triệu đồng nhưng anh Trung không nhận được. Họ nói rằng bạn anh Trung nhận tiền rồi mang đi đâu không rõ. Chúng tôi nhờ anh Trung về và liên lạc với phía sông đốc để xác minh rõ vụ việc. Trong ngày 17 tháng 11, Công an tỉnh Cà Mau nhận được chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh này về việc khẩn trương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng để điều tra vụ ngư dân bị tấn công dã man trên tàu cá. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, quan điểm của lãnh đạo địa phương là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Ông Huỳnh Quốc Việt nói, những người có liên quan đến vụ tấn công ngư dân vẫn còn đánh bắt hải sản ngoài biển, Công an tỉnh phải vào cuộc phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng để sớm đưa tàu cá và các ngư dân liên quan vào bờ để điều tra xử lý nghiêm. Được biết, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp với đồn biên phòng Sông Đốc đã 3 lần yêu cầu bà Phạm Thị Hà, còn gọi là năm bộ ngụ khóm 3 thị trấn Sông Đốc, đưa tàu cá BT-97993TS vào đất liền để xử lý các nghi can tấn công hai thuyền viên. Tuy nhiên bà Hà chưa đưa ghe vào bờ nên công an chưa xử lý được toàn và hai nghi can còn lại. Liên quan đến vụ hai người đàn ông bị tấn công dã man trên tàu cá, mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 5 năm 2022, người bị hại đã làm đơn trình báo đến cơ quan có thẩm quyền nhưng không đề nghị xử lý hình sự và đã nhận tiền bồi thường, tuy nhiên các đối tượng tấn công người khác vẫn cần phải bị xử lý, trừng trị theo quy định pháp luật. Bởi theo luật sư, hành vi của ba nghi can trong vụ tấn công người đàn ông trên tàu cá ở Cà Mau có đầy đủ các dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Theo lực lượng chức năng xác định có hai người bị tấn công là Trương Văn Trung, 47 tuổi và Lê Văn Bình, 38 tuổi, đã tới công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trình báo vụ việc bị gây thương tích trên ghe biển, nhưng không yêu cầu xử lý hình sự mà chỉ yêu cầu bồi thường. Sau đó, hai bên tự thỏa thuận, chủ tàu và người đánh đã bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, luật sư Dương Lê Ước An cho rằng hành vi của nhóm đối tượng tấn công hai ngư dân đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, được quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, luật sư An cho biết các dấu hiệu cụ thể của các nghi can là Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tị và Nguyễn Văn Hùng trong vụ việc nêu trên đã thực hiện các hành vi gây thương tích cho ông Trương Văn Trung và ông Lê Văn Bình. Luật sư An phân tích, các nghi can đã sử dụng vũ khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hiểm cho nhiều người. Hành vi của các nghi can có tính chất côn đồ, hình phạt của hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 sẽ bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, cần có kết luận của cơ quan điều tra xem có thuộc các trường hợp tăng nặng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều luật hay không mới có thể xác định hình phạt xử lý cụ thể. Về vấn đề hai ngư dân không yêu cầu xử lý hình sự, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, luật sư Nguyễn Thế Thọ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định tại khoản 1, điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì có chín trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại tức nếu hành vi phạm tội thuộc trong một trong 9 trường hợp trên mà không có yêu cầu của bị hại thì không có căn cứ khởi tố vụ án. Đáng chú ý trong 9 trường hợp này có trường hợp phạm tội theo khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Do đó trong điều kiện hai ngư dân không yêu cầu xử lý hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng cần xác định hành vi của nhóm người trên tàu có thuộc khoản 1 điều 134 hay không. Trường hợp không thuộc khoản 1 điều 134 thì dù nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan công an vẫn có thể khởi tố vụ án. Luật sư Thọ cũng cho biết thêm trong trường hợp không xử lý hình sự thì hành vi của những người tham gia tấn công hai ngư dân sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 7 Nghị định 144-2021 phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng, ngoài ra phải chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và có thể phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại điều 590 Bộ luật dân sự 2015. Sự việc đã được đăng tải lên mạng xã hội như vậy đã thu hút sự quan tâm của người dân, dư luận đang rất phẫn nộ và bức xúc với hành động mất nhân tính của các nghi can. Vì vậy hy vọng thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc với những đối tượng tấn công hai nạn nhân trên tàu cá. Thưa quý vị, mỗi cá nhân đều có quyền được bảo vệ tính mạng, nhân phẩm và sức khỏe theo quy định của pháp luật. Vì đây là hành động tấn công dã dạ man hai người đàn ông trên tàu cá của nhóm đối tượng trên là hành vi trái pháp luật không thể chấp nhận được. Hy vọng cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng xử lý nghiêm những người gây ra vụ việc những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo